Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em Quang Xe Chất sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng, đang trên đường về nhé. Đây là mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2016 bản Sportivo, bản cao cấp đấy ạ. Và chiếc xe này là rất là đẹp, trên tư nhân biển Hải Dương với cái tông màu trắng cực kỳ là đẹp luôn. Vừa về cửa hàng nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn. Vâng, hôm nay em Quang Xe Chất mới về một mẫu xe Toyota Fortuner. Chiếc này là sản xuất năm 2016 anh chị nhé, bản Sportivo với cái tông màu trắng cực kỳ là đẹp này, tên tư nhân biển Hải Dương, xe zin từ nguyên bản luôn, từng con ốc luôn anh chị nhé. Đấy, các bạn nhìn này, cái bản này là bản thể thao, nhìn nó cực kỳ là phải nói là cực kỳ là ngầu, luôn anh chị nhé. Xe vừa mới đang trên đường về, vừa mua xong của dân nên là chưa có rửa giấy gì cả. Đấy, đem đỗ luôn ở dưới đường để quay cho tất cả quý vị anh chị và các bạn cùng xem. Số tự động một cầu máy xăng, sản xuất năm 2016, động cơ 2.7 anh chị nhé. Xe thì sơn xi nó rất là đẹp, con này nếu mà rửa đi đấy, rửa đi bụi bẩn này đấy, bụi bẩn đánh bóng thì nó sáng lắm, sơn zin còn khoảng đến 90% luôn anh chị nhé. Sàn xước gầm cầu đây, dàn lốp của nó đây anh chị nhé, gần như là mới luôn đó. La răng 265/65R17. Đó, lốp gần như là mới luôn, xe này bật lên xuống tất cả mọi thứ. Xe này đây nó bẩn này, nó chỉ là ố vàng thôi. Thì sau cái video này là em về cửa hàng là dọn dẹp vệ sinh tổng thành trong ngoài. Và lên sóng dựng ở salon thì nó đẹp long lanh luôn. Con này đẹp mút chỉ luôn anh chị ạ. 34A37957. Với tông màu trắng cực kỳ là đẹp và form dáng cản kiếp body kit của nó rất là đẹp anh chị nhá. 2016 form mới. Đấy, đèn bi xe lông nguyên bản theo xe này. Đây chị nhá. Đó, 2016 thì giá bên em bán chưa đến 700 triệu. Chưa đến 700 triệu cho một con xe chất, nên chị thích mẫu xe nào thích cái mẫu xe này ấy, về để đi lại gia đình thì nó là đẳng cấp rồi. Fortuner bản Sportivo, bản đặc biệt anh chị nhá. Đấy, mọi thứ nguyên bản, ghế chỉnh điện này, gương kính chỉnh điện này, hai túi khí an toàn, hai dàn điều hòa, màn hình ấy, camera hành trình, cảm biến tiến lùi đầy đủ. Cảm biến lùi, cảm biến khoảng cách đằng sau đấy. Trần này, trần lỉ nguyên bản theo xe nhé. Rất là mới luôn. Xe order 8,2 vạn. Xe bên em là bây giờ là... đấy. Về cửa hàng là có nghĩa là bây giờ như nào bán như thế anh chị nhé. Chứ 8,2 vạn là zin nguyên bản đấy, không có tua tiếc gì đâu. Nguyên bản nhá, bao check hãng, bao check mà tất cả mọi mặt trận hãng trên toàn quốc luôn. Cứ Toyota là check thôi. Đây anh chị nhá, máy zin, số zin không tai nạn đâm vai ngập nước gì cả. Dàn lốp của nó thì thôi, các bác nhìn này, lốp trước và lốp sau này như là mới luôn đấy. Các bác nhìn nhá, gầm sàn của nó đây, máy em đang cho lổ đấy ạ, đang cho lổ máy nhá, rất là êm luôn đó. Lốp này là thay tuần 26 năm 2019, tuần thứ 26 năm 2019 nhá. Đó, chạy 8 vạn thì đã thay một dàn lốp rồi. Đã thay một dàn lốp rồi, có nghĩa là về anh chị chỉ việc đi thôi, không phải làm, không phải thay thiết cái gì cả. Mọi thứ nguyên bản luôn. Đây anh chị nhá. Gầm bệ nó đây. Nếu mà rửa sạch thì nó là mới mới kính cong luôn, không có gì để phải chê cả. Nội thất của em nó đây. Đấy, ghế sau đây nhá, ốp vân gỗ đen này. Ở dưới của nó là ghế này là ghế da zin nhá, ghế da zin nguyên bản này, đã được bọc một cái bộ lót ghế thể thao nhìn rất là đẹp. Hai dàn điều hòa đấy nhá. Đấy, coi nhìn này, hai dàn điều hòa trần nỉ nguyên bản, rất là đẹp. Đóng cửa cứ chắc phình phịch luôn. Đó, luồng điều hòa giữa nước đằng sau này, trần nỉ coi nhìn đấy, trần như mới luôn nhá. 2016 thì nó cũng chả có gì để chê rồi. Đấy, ghế chúng ta có thể gập lại, gập lại được anh chị nhá, gập lại được và cho nó lên lên cao. Đây, đây các bác nhé. Xe còn rất là mới luôn, cực kỳ là mới. Xe không hề mất một phân keo chỉ nào, gọi là như zin, từng con ốc một anh chị ạ. Đấy, xe mọc mua của dân thì nó có như nào là để bán như thế thôi. Đấy, chỗ nào mà bẩn ấy thì là về bên em rửa sạch, rửa giấy vệ sinh thôi. Đấy, bảo dưỡng, thay dầu, thay dĩ. Và anh chị chỉ việc đi thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì cả. Đấy, sàn gầm của nó đây các bác nhìn này. Đấy, động cơ 2.7 dẫn động cầu sau, sơn zin còn khoảng 80-90%.
về sẵn đi thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì, không phải làm gì cả, chỉ việc đổ xăng là chúng ta lượn thôi. Là cái bản này thì nó nhìn nó rất là đẹp, trông rất là thể thao, body kit cũng trông rất là đẹp, body kit ở cái lipo trước và lipo bô sau, điều hòa auto tự động anh chị nhé. Đấy, màn hình Android rất là to này, và đây là màn hình đa phương tiện luôn. Đấy, rất là nhạy luôn anh chị nhé. Vô lăng củ số đây, vô lăng củ số đây anh chị nhé. Xe order 8 vạn đã thay một dàn lốp mới. Đấy, đã 8 vạn rồi thì chắc chắn là phải thay một dàn lốp mới rồi. Nên anh chị đừng nếu mà quan tâm thì không nên đòi hỏi nhu cầu lốp zin. Bởi vì đã chạy 8 vạn rồi thì chắc chắn là lốp nó phải mòn. Đấy, chủ xe đã thay lốp mới về, anh chị đỡ phải thay. Xe cũ mà, đấy, rất là cẩn thận. Mọi thứ còn rất là đẹp, nguyên bản. Đấy anh chị nhé, 2016 động cơ 2.7 bản Sportivo thể thao. Đấy, từng con ốc của nó là zin nguyên bản 100%. Xe lướt mà. Con này mà rửa lên thì nó đẹp lắm. Đây có gì nghe. Đóng này, đóng cửa này. Nó nghe nó chắc lịch luôn. Đấy. Đây nhá. Chắc lịch luôn. Đúng là cái tiếng xe mới đó. Đó. Có cái bản này đây là bản mâm của nó khác này, mâm la răng này. Đấy, lan hoa nhìn rất là đẹp. Đấy nhá, có ký hiệu luôn này. Đó, gầm sàn nó đây. Đấy, sàn zin nguyên bản, trắng phốp luôn. Nếu con này mà rửa gầm đi thì đẹp. Mai em sẽ có hình ảnh full chi tiết luôn. Thì giá con chiếc này đang được bên em bán với mức giá là 695 triệu. 695 triệu cho một cái con xe mà nó chất ngất này. Để mà đăng con này đẹp lắm. Đi chúng ta bốn hơi cao. Đấy, máy zin nhá. Chưa có dọn rửa gì cả. Đấy các bác nghe tiếng máy này. Đấy, máy thì đi ở cái cung đường nó bụi bẩn thì là đây là nó chỉ là bụi thôi nhá. Bụi thôi. Đấy, nhưng mọi thứ của nó này, còn nguyên bản này. Nếu mà rửa giấy mà mất vào salon thì nó sẽ là một cái cục máy, phải nói là nhìn phát là kết luôn. Cam kết không có tai nạn đâm va ngập nước gì cả này. Đấy, nước làm mát này có gì nhé, hồng rực luôn chứ, nước xịn đấy ạ, keo chỉ tất cả mọi thứ, lòng trong thang máy này, keo chỉ nguyên bản này, đấy, keo chỉ nguyên bản nhé, xe trang bị ABS đầy đủ đấy anh chị nhé. Những cái dòng xe này thì bây giờ em chỉ tả về phần zin của nó thôi, còn những option thì chắc anh chị biết rồi, đấy, zin chưa, đây nhá, nguyên bản nhá, rằng ngang, rằng dọc này, đó, những con ốc này. Chưa ra anh chị nhé. Đây, dạng ngang trước két nước đây. Nguyên bản không có tai nạn đâm vai mục mọt, không có tai nạn đâm ra ngập nước gì cả. Xe bao check mọi địa hình, check mọi địa hình anh chị nhé. Đó, bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em Quang xe chất nhé. Theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Quang Hải Dương. Bây giờ em sẽ đi về. Đấy, trải nghiệm một vòng. Bật điều hòa auto này. Điều hòa auto. Ok. Đó. Chất lắm. Không báo một lỗi nhỏ luôn. Dòng xe này là dòng xe lướt mà. Chạy cực chất luôn. Tăng tốc rất là đầm. Xe như mới. 8 vạn. Zin toàn thân. Đồng hồ không tua. Mua tư nhân chính chủ. Đấy, vô lăng của nó này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vô lăng gỗ này. Đẹp không? Đấy. Ốc carbon nhá, ốc kiểu ốc gỗ nhá. Rất là đẹp. Cực kỳ đẹp. Rất là bốc luôn. Tích hợp chế độ rảnh tay trên vô lăng đầy đủ nhá. Nói chung con này nó đẹp lắm. Và anh chị chỉ việc sẵn đi thôi. Đấy, các bác nào mà đi hay đi làm xa, đi làm xa hoặc là đi gọi là muốn an tâm chỉ việc đi và bảo dưỡng thôi, định kỳ thôi, thì con này chạy mút chỉ, chạy mãi nó cũng không thể hay lỗi vặt được anh chị nhé. Và anh chị nào quan tâm đến mẫu xe Toyota Fortuner bản Sportivo sản xuất năm 2016 này,
alo cho em nhé, theo số điện thoại là 0358 286 286, xe chất của em Quang Hải Dương nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn trong những video lần sau.